Ghê không? Thương quá. Lý do tại sao bạn này thứ nhất ngồi ghế, thứ hai phải ngồi tuốt xuống dưới? Tại sao? Vì bạn này rất cao, đứng lên một cái là biết liền là ai liền trong giới. Tôi biết là ai rồi. Nhìn bàn tay này nè, đoán đi. Hải Triều Đăng. Đúng không? Giống Quang Đăng. Quang Đăng. Dáng đẹp xong luôn nè. Quang Đăng á? Không phải Đăng đâu, Đăng nó không có cao vậy. Không phải hả? Không phải hả? Xong luôn. Xong luôn. Vẫn giữ gọi là 50-50. Bé nó chưa có nhớ là cái thảm cảnh năm xưa của nó. Số 1 là điều gì đó hay lắm. Chắc không phải Quang Đăng đâu. Nhưng mà tại sao anh Nghĩa cứ binh nãy giờ anh Nghĩa binh ngoài vậy? Sao Nghĩa biết không? Số 1 là cháu ruột của Đại Nghĩa mới trở về từ Texas. Hay ngoa. Sóc lực. Sẽ không ai thương em đâu Quang Đăng ạ. Không em... ai thương em khi em phá một cái bản hit của Tóc Tiên như vậy. Em xin khẳng định là chương trình này là thù hằn với em. Em xin khẳng định luôn là
là phải 5 số nữa em mới quay lại. Ai thù? Nếu mà chương trình này vẫn còn. Ai thù? Chị em ơi, chọn với ai thù? Chị đừng nói như vậy. Người ta sẽ tua lại những cái đoạn lúc trước chị chọn chắc chắn á. Không, nhưng mà đang lúc mà anh cũng giống như em lúc là hồi bây giờ quan trọng nè. Đó. Nghe hay lắm mà ta sao kỳ. Ca sĩ gì? Bộ phận giống như Hoàng Đăng hát không được lắm á. Mà em thấy cực kỳ hay, em thấy là có người đó nhiều khi hát được có đúng một câu đó thôi đó. Ủa mình có lỗi gì hả? Trời ơi, ngồi xuống đi. Hỏi xin lỗi đi. Có lỗi làm gì đâu. Tóc tiên mời em về chỗ. Em đứng đây đi về phải không? À, đầu tiên thì cho em gửi lời chào tới tất cả quý vị khách mời và quý vị khán giả. Thì hôm nay em thấy nó thiệt là em không ngờ là em được đứng vào vòng cuối cùng. Bởi vì em bởi vậy em mới cầm cái cuốn sổ theo để em có gì em chép lời vô. Thì em chỉ chép đúng một bài mà em chuẩn bị thôi. Em đang là giống như là hoàng tử trong giới dancer. À, hoàng tử hình ảnh đẹp lắm. Cứ giữ nguyên cái điều đó cho anh. Đừng lấn sân làm ca sĩ làm gì. Tội nghiệp mất.